Một bạn tên Facebook là Lương Nguyễn Có comment trên Facebook hỏi tôi là Anh làm ơn xem giúp em chụp vành đai từ Tự Tân Đi Bảo Hưng khu Khê Kiều Thọ Lộc với vâng Và hôm nay trong video này Mình xin chia sẻ cho các bạn cái quy hoạch Của cái đường vành đai phía Nam Từ Vũ Phúc Xuyên sang Tự Tân và đâm lên chỗ bánh kẹo Bảo Hưng Nhá mọi người nhá Và đây trước mặt các bạn chính là quy hoạch của Huyện Vũ Thư từ nay đến năm 2030 Và mình tin chắc chắn rằng Với các thông tin này thì các bạn sẽ có Các cái kiến thức các cái thông tin vô cùng bổ ích để giúp chúng ta có thể là có các kế hoạch đầu tư uh, mua bất động sản một cách tuyệt vời nhất chính xác nhất giúp các bạn có thể mang về lợi nhuận tối ưu nhất nhé đây và trước mặt chúng ta chính là con đường vành đai phía nam nối từ bên uh, phía bên này uh, đó chính là chỗ đoạn cầu sam vũ phúc anh em này đây đường vành đai phía nam nó cắt với đường chu văn an đang tại đây và cầu sam 2 đang làm ở giữa màn hình này đang được công trường thi công rất là rộng rồi đang làm rồi và trong uh, năm tới ở trong một vài tháng tới chắc chắn là sẽ thông đường thôi đây và nó xiên trực tiếp sang đây em nhé anh em hãy nhìn kỹ này Đấy, nó sẽ ăn sang bên này và nó sẽ bắt với con đường màu vàng này chính là con đường vành đai phía nam đấy và chúng ta sẽ xem tiếp nhá đây nó sẽ ăn tất cả nó sẽ chạy trên vùng cánh đồng để cho nó đỡ phải bị gọi là giải phóng mặt bằng và đền bù nó chi phí sẽ thấp đi rất là nhiều chỗ cây sang nguyên xá này tôi sẽ zoom lại gần hơn một chút xíu nữa đây nó sẽ cắt ra với đoạn cây sang nguyên xá. Tôi sẽ zoom to hơn một chút xíu cho anh em dễ nhìn này. Đây đoạn này đây. Cây xăng nguyên xá nhé. Ok và tôi sẽ cho cao hơn chút xíu này. Và chúng ta tiến sang bên này. Bên này hầu như là đi qua đất ruộng rồi. Chùa cứu Tây tây Năng Tự này. Đấy. Ta sẽ kéo sang phía bên này. anh em tưởng tượng nếu chúng ta biết được các thông tin này. Thì chúng ta sẽ thấy là sau này con tuyến cái đường này nó đi qua chỗ nào thì tự nhiên trong xóm ra mặt phố đường lớn như thế này thì chắc chắn là kinh khủng đúng không? Anh em hãy tưởng tượng cách đây 2 năm không cách đây hơn một năm thôi. Con đường vành đai phía nam đi thẳng từ cao đẳng trường cao đẳng đường Chu Văn An đấy nó chạy xuống cắt với đường vành đai phía nam trước đây chỗ cầu Sam ấy đi thẳng lên cao đẳng chỗ uh, nhà hàng Thúy Cải đấy nó còn là cánh đồng nó còn là nhà dân. Ấy. Thì tự nhiên bây giờ ngày xưa còn rất là âm u Rất là đất chẳng có giá trị gì Nhưng bây giờ khi tự nhiên nó mở ra một con đường như thế Tự nhiên hai bên đường rất là sầm út Con đường bốn làn đường quá đẹp Thì tự nhiên là giá đất tăng gấp 10 lần Đây và anh em thấy nếu mà chúng ta có thể tìm nắm, nắm được những kế hoạch như này Ví dụ như này Ví dụ như là thôn Phú Lễ này Phú Lễ Thượng này Em tưởng tượng xem Tự nhiên cái nhà đang ở trong xóm này Nó nhảy phát ra mặt đường như này thì em thấy là có còn có phải là kinh khủng không đây chính là tự tân đấy là khu tự tân nhá đây tôi sẽ zoom gần hơn cho anh em xem này đây chính là khu tự tân nhá nhà gấu này đấy và nếu anh em muốn xem chi tiết một cái vị trí nào đấy nhá thì anh em hãy chấm vào vị trí ở trên google map và gửi vị trí inbox cho tôi hoặc gửi để lại dưới comment các video thì tôi sẽ làm video soi trực tiếp từng vị trí cho anh em cho nó cụ thể nhé nhiều khi anh em đọc xã thì tôi cũng chỉ soi được tầm cỡ này thôi vì là là như thế này cũng 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 nó rất là dài không thể là là soi từng cái nhà một nó rất là khó và cho nên tôi sẽ soi đại thể như thế này là con đường nó sẽ áng chừng đi qua từng khu vực nào thì anh em mình sẽ dễ nhìn và nếu anh em muốn xem chi tiết cái nhà anh em ở chỗ nào hay cái vị trí mảnh đất anh em muốn mua ở chỗ nào thì hãy lấy vị trí và gửi inbox tôi tôi sẽ làm chi tiết vị trí. soi trực tiếp vị trí đấy thì nó sẽ chính xác hơn nhé còn về khê kiều anh em này về khu khê kiều và 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 khu thọ lộc này thì tôi sẽ soi sâu hơn chút xíu đây này. đây là chúng ta thấy là Ờ um, sẽ có một con đường mới một con đường làm từ đây Đây chính con đường giữa màn hình này nó ở chỗ bờ sông anh em ạ và nó sẽ chạy dọc hai bên bờ sông nhé nó chạy lên minh quang này đấy nó chạy lên quang nó chạy theo bờ sông bên trung Nhà minh lãng nhé nó chạy theo bờ sông và xem còn con đường nào nữa à đây có một con đường từ vành đai này và từ khê kiều thì nó vẫn con đường cũ rồi cây xăng minh khai thì nó vẫn con đường cũ nó chỉ mở rộng hơn thôi nó mở rộng hơn anh em nhé bạn lương nguyễn nhé để lên khu thọ lộc thì trên khu thọ lộc này thì cũng không có con đường nào mới cả thì mỗi con đường này từ 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 khê kiều đi lên thọ lộc thì mở to hơn rồi thì sẽ được mở to hơn nhé con đường màu vàng này vàng bao đỏ chính là đường màu hồng tím này chính là đất ở đất màu vàng chính là đất lúa đấy là uc là lúa đấy còn ở khu thọ là khu 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 khê kiều dưới này thì sẽ có một con đường này nó ăn từ đường vành đai em nhìn này từ trường mầm non Nakayoshi này Đấy, Màu vàng nó chạy thẳng lên đây này Đây là đường ở cánh đồng nhá Bây giờ hiện tại đang là cánh đồng này Nó xiên lên tập hóa Huê Tĩnh này Đấy con đường này xem ăn đi đâu à, Nó xiên sang Minh Lãng em ạ Nó xiên sang Ủy ban xã Minh Lãng này Đấy ăn sang Ủy ban xã Minh Lãng Đấy Đó, Chính là một số con đường khu này Đấy và mình tin chắc chắn nếu anh biết những thông tin này và anh em đang có kế hoạch đầu tư đất ở khu 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 Vũ Thư này tự tân này hoặc là chỗ con con đường này chạy qua con đường vành đai phía nam chạy qua thì anh em sẽ biết là anh em mình nên đầu tư tại đâu rồi và nếu có đất muốn bán thì anh em giữ lại hay không là anh em cũng biết rồi đấy à, và. và cuối cùng thì anh em tôi chúc cho anh em sẽ luôn đầu tư bất động sản thành công nhé đừng quên cho mình một đăng ký kênh bởi vì đây là một phần mềm mất tiền và 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 mình thực sự là muốn làm thêm nhiều video giá trị phục vụ anh em và cho nên là anh em hãy cho mình xin một đăng ký kênh một chia sẻ một like một comment cái vị trí mà anh em muốn xem chi tiết thì tôi sẽ làm cho anh em xem và để tôi có nhiều động lực hơn để làm thêm cho anh em nhé cảm ơn anh em rất nhiều xin chào anh em